Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay em mới về được một ít máy mài hay đá. Em quay video nên giới thiệu cho tất cả các anh các chú. Ai có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin đặt hàng ủng hộ em theo số điện thoại 0975275636. Địa chỉ của em ở Hà Vĩ, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội. Ai ở gần có thể đến tại cửa hàng xem mua lựa chọn trực tiếp được ạ. Đây, hôm nay em có máy mài hai đá này. Có mấy con? 5 cái. 5 cái máy mài hai đá. Ở đây nó có cái đầu máy mài dao bào này của Hitachi. Bây giờ em sẽ quay và quay chi tiết và báo giá cụ thể trên video. Bạn nào có nhu cầu mua cái nào thì mọi người cứ chốt cho em theo mã số 1234 ở trên sản phẩm giúp em là được nhé. Và lưu ý giúp em là máy nghe thì tất cả đều là máy hàng Nhật bãi, điện 100V, không có điện 220V ạ. Đây, đầu tiên là con số 1 đây nhé. Hôm nay thì những cái mã máy mài hai đá này bên em là được miễn ship ạ. Khách mua máy hôm nay là được miễn ship những con máy này nhá. Con này là electric này, con này 200W, điện 100V. Con này lắp đá 150 mà mất đá rồi ạ. Hai con này nó không có đá nhá. Cả hai bên đều không có đá luôn này. 3.000 đến 3.600 vòng trên phút. Đây là con mã số 1. Con này công tắc của nó công tắc rút này. Đế còn nguyên. Chân đế còn nguyên, không có bị bể. Cái thân máy là em đã sơn lại. Đây, màu của nó là màu như này. Cái thân này em đã sơn lại mất rồi. Đây là con máy số 1 giúp em nha. Tất cả đều điện 100V này. Điện 100V cho em. Bên em thì không có đổi điện lên 220V đâu ạ. Em để nguyên điện. Điện 100. Rồi em sẽ bật máy luôn nhá. Nó kêu con ốc ở đây nhá. Cái ốc bắt đá đấy. Đây là con máy số 1 này. Con số 1 là không có đá nhá. Con số 1 là không có đá. Nắp hai bên bảo vệ đây vẫn còn nguyên ạ. Nắp hai bên bảo vệ còn nguyên. Đây nó có cả cái cứu đỡ nữa này. Đây số 1 giá là 1 triệu. Tiếp theo máy số 2. Số 2 và số 3 là hai con máy Makita. Hai con này giống nhau. Con này mất tem này. Đây, để em ghi luôn số vào nhé. Quên đấy, không ghi số. Số 2 và số 3 là con Makita. Hai con này giống nhau nên em là nêu thông số luôn nha. Số 2 bị mất tem này. Số 3 còn tem nhưng mà mờ. Hai con này thì công suất của nó là khoảng 180-260W. Lắp đá 125. Hai con này đều lắp đá 125 ạ. Và điện zin nguyên bản 100V. Đây là con máy số 2 này. Số 2 hai con hai bên nắp là còn nguyên. Hai bên nắp còn nguyên. Cái cữ này nó lại cắm xuống đất rồi này. Con này bị mất tem. Đây công tắc của nó đây, đế còn nguyên. Tất cả con này là của Makita cho em nha. Mất tem này. Đá cũng không còn nha. Con số 2 không có đá. Rồi em sẽ cắm điện bật con số 2 ạ. Đấy. Đây là tắt này. Máy chạy rất là êm. Số 2 giá là 1 triệu. Hôm nay tất cả những cái máy mài em quay trên video đây là đều là miễn ship ạ. Tức là mọi người nhận hàng là chỉ có trả 1 triệu thôi, không phải trả tiền ship nhá. Hôm nay thì trên video là em hỗ trợ hết cả tiền ship các cái đơn máy mài hôm nay. Đây là con máy số 2. Tiếp theo con số 3. Số 3 cũng là Makita, thông số cũng như con số 2 nhá. 180 đến 260W, điện 100V. Lắp đá 125. Hai cái đá này, cái bên này của nó này. Nó có đá nhưng mà hai cái đá này nó nhỏ rồi nhá. Hai cái đá này nó nhỏ rồi ạ. Đế còn nguyên, không bể vỡ, không sứt mẻ. Đây nó có cái cữ như này. Em bật điện con máy số 3 nhá.
số 2 và số 3 lắp đá 125. Số 3 giá là 1 triệu miễn ship ạ. 1 triệu miễn ship. Bạn nào có nhu cầu mua thì alo đặt hàng của mỗi em nhé. Số điện thoại em có ghi dưới phần mô tả của video rồi đấy ạ. Rồi tiếp theo em có con số 4. Số 4 đây ạ. Số 4 con này mất tem rồi ạ. Con này mất tem, con này lắp đá 150. Mất tem rồi nên em không biết là thông số nó như nào. Hai viên đá của nó là vẫn còn rất là nhiều đá thô. Trên máy đang lắp hai viên đá thô giúp em nhé. Con này bị mất tem rồi ạ. Điện zin 100V, đế còn nguyên sơn zin. Không bể vỡ. Hai bên nắp này của nó vẫn còn nguyên giúp em nhé. Hai bên nắp còn nguyên này. Số 4 giá 1 triệu. Con này nó không có, nó bị mất cái tem rồi. Đây là con số 4 đấy ạ. Số 4 mất tem rồi nên là không biết thông số kiểu gì. Số 4 lắp đá 150. Hai viên đá thô ạ. Số 4 mất tem nên không biết thông số nha. Bác nào có nhu cầu mua số 4 thì alo đặt hàng ủng hộ em. Số 4 giá là 1 triệu miễn ship. Tất cả còn nguyên, dây còn nguyên, đế còn nguyên, không bể vỡ. Đây, trên video như hình luôn ạ. Số 4 giá 1 triệu miễn ship ạ. Tiếp theo mã số 5. Số 5 bên này. Số 5 con này là của Hitachi. Lắp đá 125. Lắp đá 125 ạ. Con này 230W, điện 100V. 3000 đến 3600 vòng trên phút. Máy này máy số 5 ạ. Giá là 1,3 triệu. Trên đây nó có hai viên đá thô này. Cái nắp bên này đã bị mất nha. Hai nắp hai bên là mất này. Đế còn nguyên, sơn còn nguyên. Sơn zin không có sơn lại. Đây. Con này của Hitachi, mã số 5, giá 1,3 triệu miễn ship ạ. Hai bên nắp đá bị mất, đế thì còn nguyên không có bể vỡ ạ. Máy chạy rất là êm. Hai viên đá trên máy là đá thô giúp em nhé. Đây là con máy số 5 của Hitachi, giá là 1,3 triệu miễn ship ạ. Bác nào có nhu cầu mua máy số 3 thì alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Đây công tắc của nó bên dưới đây ạ. Đây là máy số 5 ạ. Số 5 của Hitachi. Tiếp theo bên đây em có máy số 6. Số 6 là cái đầu của máy mài da bào. Đầu máy của máy mài da bào. Con này của Hitachi ạ. Công suất của nó là 400W. Thật ra công suất của nó là nó sẽ ghi ở cái thân máy của cái máy này cơ. Nhưng mà em bán nhiều cái máy này rồi nên em biết là cái máy này nó là 400W nhá. Nó không có ghi 400W ở trên cái máy này đâu ạ. Đây bên này. Bên này lắp đá là lắp đá 20. Bên này lắp đá 20, ở trên máy là có đã có đá rồi nhá. Đây, trên máy là có một viên đá như này rồi. Đó, nắp còn nguyên này. Bên đây không có đá. Bên đây không có đá. Con này của Hitachi, mã số 6. Để em bật điện con máy số 6 nha. Điện 100V ạ. Tất cả máy đều điện 100V. Đó.
máy chạy rất là êm. Bạn nào có nhu cầu mua cái này về chế đồ thì alo nhá. Con này có đầu máy của máy mài dao bào đấy ạ. Đây là máy số 6, giá là 1,8 triệu miễn ship. Tất cả những cái máy trên video ngày hôm nay là đều được miễn ship ạ. Bạn nào có nhu cầu mua thì alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Bên này là đá 20, vẫn còn rất là nhiều luôn ạ. Còn bên này đá bát thì nó không có đá nhá, mất đá tôi ạ. Số 6. Đó, em tắt máy thôi nhá. Cái này nó không có công tắc, cắm điện vào là chạy luôn nhá. Điện 100V ạ. Máy số 6 giá là 1,8 triệu. Đây, đá của nó đấy ạ. Đá còn nhiều. Hôm nay trên video của em là có 6 mã số. Bác nào có nhu cầu mua máy nào thì alo đặt hàng ủng hộ em nhé. Rồi ạ, em xin kết thúc video ở đây. Hẹn tất cả kênh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video thì cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới nhất bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người những video tiếp theo ạ.